ngày 27 tháng 9, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện quyết định 90 quy DTV của Ban Bí thư. Sơ kết một năm thực hiện nghị quyết 12 hai kép của Bộ Chính trị và triển khai các nội dung của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghị quyết 12 hai kép của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thời gian tới tăng cường, quán triệt cán bộ, đảng viên, cơ quan đơn vị về vai trò, tầm quan trọng trong triển khai thực hiện chỉ thị 19 và nghị quyết 12, gắn với việc thực hiện kết luận 48 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2023 đến 2030. Cùng với đó, huy động cả hệ thống chính trị xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật đồng thời tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác công an, phát huy an ninh chủ động, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh, đủ tiềm lực xử lý các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, đảm bảo ổn định trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng tiêu cực, trước hết và ngay chính trong lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát để lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh thật sự liêm chính, trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, tập trung xây dựng lực lượng công an các cấp phù hợp với phương châm của Bộ Công an, Bộ Tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an các phường, xã, thị trấn gần dân, nắm chắc tình hình địa bàn, trực tiếp tiếp nhận, giải quyết kịp thời thỏa đáng đúng trình tự pháp luật các yêu cầu cấp thiết của người dân về an ninh trật tự